với 9 điểm. Còn các cầu thủ FBA đứng thứ 4 với 2 điểm ít hơn. Nếu giành chiến thắng trận đấu này, FPA sẽ có 10 điểm và chắc chắn vươn lên thứ 3, đẩy Hà Đông xuống vị trí thứ 4. Citech và Fan hiện đang bằng điểm nhau. Tuy nhiên Citech xếp trên do có hiệu số tốt hơn. Họ vừa chiến thắng chính trước FC Fan. Không được, pha chào bóng của đội trưởng bên phía Hà Đông là và Văn Hải đang thi đấu khá chững chạc, khá nguy hiểm. Một pha tấn công tốt của Hà Đông đang cầm bóng rất nhịp nhàng. Phản công cho FBA, pha dứt điểm của Tú Anh. Một pha ở trận đấu trước với FC HTD, anh là người đá chính ở vị trí tiền đạo. Rất nguy hiểm. Bàn thắng được mở cho các cầu thủ Hà Đông. Người ghi bàn là Văn Hiệp. Một pha làm bàn rất đẹp mắt. Mời các bạn cùng xem lại pha bóng này. Số 6 có pha xử lý bóng rất kỹ thuật. Một pha lăng chân rất nhanh và Văn Tiến chỉ còn biết đứng nhìn. Cơ hội đã trôi qua rồi. Có thể dứt điểm. Rất nguy hiểm. Những pha sút xa của Mạnh Lâm bao giờ cũng rất nguy hiểm. Và rõ rồi, và pha bóng vừa rồi Thành Luân đã thiếu kinh nghiệm. Lẽ ra anh phải áp sát ngay. Rõ ràng ở phía dưới của FPA còn 4 cầu thủ và của Hà Đông mới. Rất nguy hiểm. Một pha bóng sút với lực rất căng. Không được. Pha bỏ lỡ cột. Tỷ số được rút ngắn 1-2 dành cho FPA. Nhân tố tỏa sáng vừa rồi là Thanh Luân. Một pha úp mu bằng chân phải Sở Trường. Mời các bạn cùng xem lại bàn thắng này. Đó là một tình huống rất đẹp mắt. Các cầu thủ FPA đã biết cách tạo sức ép và trời mưa sân trơn. Khá nguy hiểm và sút bóng của Luân. Một pha sút của Hiệp. Khá nguy hiểm. Cương. Khá nguy hiểm. Bóng được triển khai lên. Một pha không chế bóng mềm mại và phát động hay của Việt. Cơ hội cho Dũng. Cơ hội. Không vào. FPA và FPA cần phải kiến nghị trọng tài về điều này. Họ đang triển khai bóng ở những pha đá biên là rất vất. Cơ hội vào. 2-0. Dường như cầu thủ Hà Đông đã đốt lưới nha. Mời các bạn cùng xem lại tình huống này. Một pha úp mu quen thuộc của Thành Luân. Và dường như bóng đã chạm chân Hiệp Gà và lăn vào lưới. Thủ thành Văn Hải đã. Wow! Tình huống ghi bàn rất đẹp mắt. Cầu thủ nâng tỷ số lên 3-2 là Bùi Anh Tuấn. Mời các bạn cùng theo dõi lại bàn thắng này. Một pha làm bàn chớp cơ hội rất nhanh. Rất nguy hiểm. Đó là những pha đá phạt có ý đồ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.